ảnh thấy gái thì ảnh hay xin số điện thoại rồi Facebook lại rủ đi uống cà phê. Mày rủ đúng một lần thôi. Còn những lần khác là rủ đi nhậu không à. Trời đất, vậy á hả? Rồi cũng đi hả? Thì em lúc đó em chưa có đi làm cho nên em rảnh không, rủ em đi thôi. Có rủ đi khách sạn không? Dạ có luôn. Rồi, có em, đi không? Em có gái thì có đi không? Khai thiệt đi. Dạ không, lúc đó không có điều kiện để đi. Đi. Em tên là Quý Tài, 29 tuổi, làm nghề buôn bán. Rồi, còn em? Em là Bạch Huệ, em 27 tuổi, em là thiết kế mỹ thuật. Huệ với Quý Tài là quen nhau trong trường hợp nào? Thì lần đầu tiên là gặp ảnh ở quán bún riêu của ảnh. À, quán bún riêu của ảnh hả? Dạ, anh bán. À, nhà em bán bún riêu hả? Dạ. Ồ, bây giờ còn bán không? Dạ, nghỉ rồi chị. Bây giờ mình đang bán gì? Bún giò heo hả? Không, bán bánh tiêu. Lúc em thấy ảnh đang đứng bán, rồi ấn tượng của em sao? Em không có thích ảnh, bữa đó em ăn mà ảnh lấy ngay giò heo mà cúc mỡ cho em mà bắn mắt nữa hai lần. Cái giò heo mỡ nó ăn mỡ. Ờ, còn mỡ nguyên cái cúc mỡ luôn. Nhưng mà ghét, nhưng mà riêng Tài thì Tài có ấn tượng gì chỗ nào? Ngông lắm. Vậy thì tại sao lại là đến với nhau? Cũng có nhiều lý do, cũng ăn bún riêu cũng vài lần. Ảnh thấy gái thì ảnh hay xin số điện thoại rồi Facebook lại rủ đi uống cà phê. Mày rủ đúng một lần thôi. Còn những lần khác là rủ đi nhậu không à. Trời đất, vậy á hả? Rồi cũng đi hả? Thì em lúc đó em chưa có đi làm cho nên em rảnh không đủ em đi thôi ạ. À, vậy hả? Nhậu rồi đô của ai cao hơn? Thì em không biết uống, uống ít thôi. Anh nói là em đi theo anh ăn giùm thôi. À, còn lại là để anh uống. Ủa mà thường nhậu như vậy thì khoảng mấy tiếng? Thường là ảnh cứ buôn bán thì buổi trưa thì ảnh xuống nhà em, ảnh nấu cơm cho em xong rồi ảnh lại về ảnh bán tiếp tới chiều tối, ảnh dọn khoảng 10 giờ đêm. Để xuống anh lại rủ em đi nhậu tiếp tới 1 giờ. Rồi có khi nào tối không về nhà mà ngủ lại nhà trọ không? Dạ, không, tối về nhà để sáng về sớm đi chợ bán nữa. Tại vì phòng trọ em ở chung với vài chị nữa. À, em. Rồi sau đó thì đến bao lâu thì mới yêu nhau? Thì chắc khoảng 6 tháng. Ủa Tài, rồi khi mà yêu nhau rồi thì... Có ghen không? Dạ ghen dữ lắm. Ai ghen ai? Em ghen. Em ghen hả? Dạ. Thiệt không? Ghen dữ không? Ghen dữ lắm. Ghen sao dữ? Em làm công ty thì có văn phòng của em thì có những cái anh bạn nam làm chung á. Thì đi ăn cơm thì mình cũng rủ người ta đi ăn thôi. Cái ổng nói ăn tại sao lại đi chung với thằng đó, lên chém đó nha. Rồi em cũng không có dám nói gì, cũng không dám rủ bạn nó đi ăn luôn. Ổng hâm chém bao nhiêu người rồi? Cũng khoảng 2 người. Trời ơi, nhưng mà lúc đó là em phát ngôn như vậy là thật. Là thật đúng không? Dạ. Em hù. Không là thật, tại vì nói miệng là nói ghét thằng đó mà tự nhiên nó rủ đi ăn lại đi chung. Ăn trưa mà, ăn trưa thì công ty mình đi, không lẽ mình đi không, mình không nói người ta một tiếng sởi lởi là mình nói là đi ăn cơm. Chứ đâu phải là mình mời người ta mình trả tiền đâu. Thế hai người làm chung phòng. Dạ, chung phòng thiết kế. Mà là đi ba người luôn hay là đi hai? Dạ, đi hết thì đi hết công ty. À, người ta đi hết mà. Mà chứ đâu phải đi hai người đâu. Nói thì ảnh là ghen vậy thì đúng không, em ghét lắm. Nhưng mà mỗi lần mà ảnh hâm như vậy thì cái phản ứng của em như thế nào? Em nạt lại. Dạ hả? Tính em thì nói chung là cũng ngang mà bướng. Nạt lại thì bên này như thế nào? Nổi điên hơn nữa. Trời ơi. Có đòi chém em luôn không? Không, tại vì mà ảnh nói chém em là hả, em sụp lại là ảnh sợ liền. Cuối cùng cái điều mà tôi muốn nghe đó là cái kết quả. Cái câu mà sụp lại đó. Cái câu sụp lại đó. Bây giờ để hỏi Tài, bên này có ghen không? Có. Ghen dữ không? Cũng dữ. Có đòi chém em không? Không. Em chỉ chém cái người kia thôi chứ không có chém. À, cũng chém. Có nghĩa là thôi. Nghĩa là chém mấy người thôi. Ủa, không chém mấy người rồi? Một người. Sao vậy em? Người đó là ai mà em đòi chém vậy? Có con bé làm massage ở gần nhà ảnh á. Cái ảnh đang bán vậy, ảnh nhắn tin, ảnh rủ qua nhà ảnh chiên sake cho ăn. Rồi xin số điện thoại. Trời đất ơi. Em đọc được tin nhắn thì em mới tức đi lên rồi hả? Anh để anh giải thích. Mà trong khi em đọc tin nhắn là em biết ảnh xin số điện thoại của người ta chứ không phải người ta dụ dỗ ảnh đâu. Mà ảnh nói giống như là người ta xin số điện thoại nó nhắn ảnh trước vậy. Vậy sao em phải chém ổng chứ sao em chém nhỏ kia? Em không có chém ổng, ổng sẽ tự xử. Lúc đó thì ổng đang nhậu, cái ổng cầm cái ly đập lên đầu ổng. Trời ơi, thứ dữ nha. Rồi có bể cái ly không? Dạ bể. Rồi em sợ không cưng? Không. Trời ơi. Em phóng xe em cái vèo em đi luôn. Cũng cả luôn. Ở bữa đó cái đầu có bị thương có chảy máu không? Cái đó ảnh em cũng biết. Dạ không. Rồi sau cái giật có cái đợt ghen nào mà hai bạn là có nguy cơ tan vỡ không? Dạ cái đợt cái bạn đó đó. Thì lúc đó em mới bỏ em đi. Thì lúc đó em cũng uống cũng hơi say say rồi. Thì em đi trên đường em không còn thấy đường nữa. Cái em cũng dừng xe lại vô cái quán cà phê nhưng mà em không biết. Cái em vô đó mà cũng hên là người ta cũng có người tốt. Nhờ cái người đó điện cho ảnh kêu ảnh lên mà không thấy ảnh lên luôn. Để chở em đi về chứ em không chạy xe nổi.
em tỉnh dậy rồi em về được phòng của em thì ngày hôm sau anh mới lên xin lỗi. Ồ. Rồi anh nói anh dọa anh ấy mà không tha thứ với anh. Anh từ từ rồi anh chết đủ thứ rồi khóc lóc van xin rồi em cũng quýnh vài cái rồi em mới trời tha quýnh thứ. Vài cái. Mà sau chuyện đó là cuối cùng là lấy nhau. Sau đó thì khoảng một năm sau thì lấy nhau. Chắc lẽ đó là cái khó khăn nhất của hai bạn. Đó là cái chuyện là ghen hờn rồi chưa hiểu nhau nhiều. Đó, trong tình cảm hay là còn những khó khăn gì khác nữa. Ngoài sau khi cưới á. Sau khi cưới thì có một số cái cũng vỡ mộng. Còn nhắn tin còn này kia nọ cũng còn. Trời lì dữ vậy trời. À, lúc em có em bé được một tháng á, thì ảnh hay nhắn tin không những gái mà còn trai rồi còn đủ thứ hết. Đừng nói em ghen với trai luôn nha. Dạ có. Trời ơi. Là sao không hiểu được kể cho nghe con. Trời chị bắt đầu rối não rồi đó. Lúc đó em có em bé mà em không có để ý ảnh. Thì thường hả ảnh buôn bán tới 1 giờ ảnh mới về. Có hẹn hò gì không thì em không biết. Thì lúc đó buồn rồi khóc rồi đòi bồng con bỏ về quê. Rồi tới lúc đó ảnh lại xuống nước năn nỉ khóc lóc van xin. Rồi từ từ thì cũng tha thứ. Quánh nữa. Không, lúc đó em hết quánh rồi. Tại lúc đó trên Zalo á rồi cứ nó nhắn thì mình trả lời thôi. Nhắn sao? Nhắn rủ đi chơi không thì em đi luôn. Dạ, nhưng mà em nhắn thì nhắn vậy thôi chứ mà đi là chắc chắn là không đi rồi. Có rủ đi khách sạn không? Dạ có luôn. Trời. Có đi không? Em có gái thì có đi không? Khai thiệt đi. Dạ không, lúc đó không có điều kiện để đi. Đi rồi. Không có thời gian để đi. Em có bắt quả tang được lần nào chưa? Chưa, chỉ đọc được tin nhắn. Rồi mấy cái cô gái đó là ở đâu? Ở đâu ra nhắn? Trên Zalo à? Dạ. Hay là khách ăn bún riêu? Trên Zalo nó hay nhắn lung tung vậy, không biết ai. Anh nghĩ là em nên hạn chế và nó có một cái chức năng gọi là chặn á. Dạ, bây giờ em không còn xài nữa. Đó, thấy chưa, giật luôn. Rồi anh muốn hỏi nè. Anh dạ. Này còn cái tật xấu gì nữa? Em không biết đó là tật xấu hay tốt mà anh kỹ tính quá mất luôn á. Cái chị trong nhà nó nhỏ nhặt lắm, ảnh cũng lôi ra, ảnh nói em được nữa. Ví dụ như là em không phải là em ở dơ, nhưng mà ví dụ em lấy cái đồ này em chưa kịp dọn thôi. Tí nữa em mới dọn thì ảnh la lên, nó là lấy đồ phải dọn cho nó gọn gàng. Rửa chén xong là phải cái sàn nước phải sáng bóng luôn. Còn em thì chỉ mới sáng thôi chứ chưa có bóng. Thì ảnh la lên. Mà cái đó em không thích à? Ảnh nói nhiều, em là cái tật em không thích nói nhiều, nói một lần em sẽ từ từ em thay đổi. Nhưng mà nói nhiều quá nghe nhức đầu là em bực là em sẽ nạt lên. Ngoài cái tính mà em cho là tật xấu đó thì là còn gì nữa không? Với lại nhậu. Nhậu không? Nhậu nhiều. Nhậu nhiều. Hồi xưa thì nói nhậu với vợ là vui rồi. Còn bây giờ thấy nhậu với bạn vui, với vợ hết vui rồi. Thế còn em, tật xấu của vợ mình là gì? Bệ bộn lắm. Đúng rồi, ông này sạch sẽ lại liền luôn. Ông qua có lại liền luôn. Nhiều lấy cái này ra xài cái quấy tay cái dục tại chỗ luôn. Ai nói? Không có dục tay chỗ đâu, vô sọt rác mà. Dục rác mà bị rơi ra ngoài đúng không? Dục cái bên không à. Rồi, có gì nữa không? Dạ không, chỉ có vậy à. Các bạn nó lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ gần 2 năm. Rồi bây giờ cái nguồn kinh tế thì ai là cái nguồn thu nhập cao? Chủ yếu là ảnh, là em mới đi làm lại thôi. À. Nhưng mà có mâu thuẫn về tiền bạc không? Không, tiền bạc thì hai chồng bình thường. Chỉ có về tính cách thì nó hơi khác nhau. Cái mối xung đột của tụi em á là chủ yếu là vì cái gì? Nếu mà hai chồng có cãi nhau, ai cũng muốn cái tôi của mình, nó nói là em muốn em thắng, ảnh nói ảnh muốn ảnh thắng. À. Không ai nhường ai hết. À. Giống như cái chuyện buôn bán, em thì ví dụ em muốn mở một cái cửa hàng bánh mì nhỏ. Ừ. Thì trước tiên là cũng phải bài bản là làm tờ rơi rồi hả phát rồi khuyến mãi rồi. Ừ. Rồi mình phải làm cho ngon thì mình mới đem đi mình bán. Ừ. Còn ảnh thì hả, ảnh nghĩ là cái ào cái mình mua nguyên liệu về là mình có thể bán được. Ừ. Cái là cãi nhau cái riết rồi cái không bán nữa. Anh cứ tập trung anh bán bánh tiêu thôi. Là chỉ có như vậy thôi gì? Dạ. Đó là cái xung đột mà lớn nhất của tụi em bây giờ. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn Tài thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là em nói thì ảnh cũng phải tiếp thu những ý của em đi. Ảnh thấy cái gì có lý thì ảnh làm. Còn hả không hợp lý thì ảnh nói nhỏ nhẹ với em. Mà nói thì nói một lần thôi chứ đừng có nhay nói hoài. Một cái vấn đề thì em rất là bực. Ừ. Lại bớt nhậu một tí. Rồi bây giờ còn Tài. Bớt bề bộn rồi. Chứ hiện tại bây giờ cứ đi làm về cởi áo qua cũng dục máng đầy. Không, chị thấy nè, bây giờ cái xung đột nhất của vợ chồng em chỉ là cái định hướng trong làm ăn. Yeah. Và tự tụi em đã rút ra được một cái việc là chuyện của ai nấy làm rồi. Có nghĩa là tụi em không quyết định làm chung với nhau nữa. Theo chị cái này cũng đúng. Yeah. Bởi vì hai ngành nghề khác nhau dữ quá. Tuy nhiên tụi em có thể hỗ trợ nhau. Ví dụ chị nói về Tài á, em có nghề nấu ăn đúng không? Yeah. Thì ví dụ bây giờ em bán bánh tiêu hay là em bán bánh mì hay là em bán bún riêu cũng đều là liên quan đến ẩm thực. Ừ. Nếu như em thực sự yêu cái ngành nghề mà em đang làm á, thì chị nghĩ là em nên có một cái suy nghĩ định hướng rõ. Mình phải có một cái cửa tiệm. Chị nói ví dụ mỗi ngày mình phải mỗi tiếng lên. Cho nên em chú tâm em tập trung vô. Ví dụ cửa hàng của em sẽ là cái gì? Có thể là cả ba món, cả bún riêu, cả bánh mì, cả bánh tiêu. Hoặc có thể là một món mà em thích. Thì nếu chồng em có cái suy nghĩ đó, em nên hỗ trợ với chồng.
Còn cái chuyện mà làm như thế nào thì em cứ để chồng em tự quyết đi. Tại vì cái đó là cái sở trường của chồng em. Tuy nhiên nếu vợ em góp ý em về cái vấn đề mà mình phát triển giới thiệu, quảng cáo, giới thiệu bằng brochure hay là bằng một cái hình thức nào đó thì em nên tiếp thu cái đó. Đúng vậy. Đúng không? Dạ. Mà vợ em với cái ngành nghề này, vợ em có thể hỗ trợ em trong cái việc đó được. Cái vấn đề tụi em chỉ là nằm ở chỗ đó thôi. Dạ. Cảm ơn tụi em nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quốc Thực. Em tên là Trần Ngọc Cường, năm nay 26 tuổi và hiện em đang làm nhân viên marketing. Còn em? Em tên là Nguyễn Hải Bạch Yến, năm nay em 26 tuổi. Hiện nay Yến. Em đang là nhân viên văn phòng. À cha, rồi quen nhau rồi sao ta? Cái thời mình còn là sinh viên á, thì em làm trong cửa hàng thức ăn nhanh. Thì nhiệm vụ của em là đào tạo những cái nhân viên mới. Và trong một cái buổi đào tạo thì em gặp cô bé này. Cô bé này đi đúng giờ thì em không gặp đâu. Tại cái buổi đào tạo đó đi trễ chắc cũng trễ hay gì đó. Em nhìn qua thì em thấy có con bé nào đi trễ vội vàng, nhưng mà nói chung là lúc đó người nó cũng mi nhon, cái mỏ chè chè cũng dễ thương. Thế cái con bé này bằng tuổi vậy thì con bé này có con nít trong hay là... Hồi trước mà em gặp á là em tưởng nhỏ em 2-3 tuổi. Mà sao khi quen rồi mới biết là bằng tuổi đúng không? Dạ không, em bị dụ. Bị dụ hả? Tội nghiệp ghê. Anh nhắn tin làm quen với em. Mà lúc đó em không biết ảnh là ai hết đó, nên vô chỗ làm em cứ đoán người này người kia mà ai cũng đẹp trai hết chị. Mình đẹp mà. Cái tự nhiên cái lúc em biết được ảnh em cũng hơi bị sốc. Ảnh xấu. Xấu à? Dạ. Xấu hả? Hồi xưa ảnh ốm nhom nhách cái 51kg thôi. Vậy hả? Dạ. Ủa ốm là xấu đó hả? Mặt mụn. Hồi xưa mấy đứa bạn hay gọi là cường kim cương á, là mụn nhiều quá. Cái nhan sắc này là nhờ công lao của em đúng không? Nhìn hai người như vậy thì là ai là người để ý ai trước? Dạ, em là người để ý trước. Thì mình cũng làm lâu năm, mình giữ cái danh sách thì mình bắt đầu mình tìm tên, số điện thoại để mình nhắn tin làm quen. Đưa số điện thoại nè, mình về mình cầm số mình vui quá mình nhắn. Hôm nay em đang làm gì đó? Có tin nhắn đáp trả lại. Em đang đi làm nè anh, nhắn tin em có gì không? Nói ủa, coi lịch hôm nay Yến nghỉ mà. Biết nhắn tin lộn người. Tức quá mình chạy xe lên mình lấy số lại, nhắn lại mình làm quen. Đây là nhắn lộn người. Cứ nghĩ là thầm thương trộm nhớ mà lộn tên. Rồi Yến cho liền đúng không? Hay là có phải là ra điều kiện là anh muốn lấy số điện thoại của tôi thì anh phải như thế này thế kia? Dạ không, ảnh xin cái chị mà huấn luyện cho em á. Chứ không có gặp trực tiếp em xin. Dạ không, em đâu có biết mặt ảnh đâu anh. Cái tối đó em đang ở nhà, trời mưa mà em được nghỉ. Cái có tin nhắn tới em đang làm gì vậy? Mà bình thường á là em không trả lời tin nhắn số lạ. Cái tự nhiên bữa đó không biết sao cũng rảnh quẩn cái nhắn lại. Đang ở nhà mà ai vậy? Cái trả lời anh Cường nè. Vậy thôi chứ em không biết mặt. Lúc mà gặp mà thất vọng hả? Chị mà làm mai cho ảnh cho em á thì cái chị đó chị lại nói là em cứ nhìn kỹ đi, nó đẹp lắm. Nó dễ thương lắm, baby. Tìm ẩn anh. Em nhìn hoài, tìm giờ mới ra. Anh em không thấy gì đẹp hết á. Người thì mặt thì mụn nè, người thì ốm nè, râu thì cộng dài cộng ngắn, nói chung là không có được cái gì hết á. Rồi khi mà gặp nhau rồi thì tỏ tình sao Cường? Em tỏ tình là vào một buổi đêm sau 23 lần là thất bại. Cái gì em 23 lần? Tỏ tình 23 lần. Dạ đúng rồi. Mà thất bại cả 23 lần. Dạ đúng rồi. Em đẹp mà anh. Có chứ, em đẹp có quyền. Trời ơi sao mà em kiên trì dữ vậy? Dạ thì em thấy dễ thương rồi chịu khó. Người hiền lành, nói chung là mình nhắm rồi. Cái chiến lược của mình là phải là coi như là kiên trì, mưa dầm thấm đất, lâu dài đó. 23 lần bị từ chối, tức có nghĩa là lần thứ 24 thành công. Dạ đúng. Lý do sao thành công? Anh nghĩ là sẽ rất ngoạn mục. Mấy lần trước thì em cũng để ý anh cũng hiền lành dễ thương. Nhưng mà gái bu nhiều quá chị. Thấy người ta nhiệt tình với mình quá các em cũng sợ. Nhiều khi cái gì mà nó nhanh quá thì nó cũng mau tàn. Cho nên em cũng từ từ em để ý thôi, chứ em chưa có vội vàng nhận lời. Mà thường là chia tay nhiều hơn. Thôi giờ kể lại cái lần tỏ tình thứ 24. Thì cái lần thứ 24 đó thì ảnh mới chở em đi ra Hồ Con Rùa chơi, ăn uống ngày nọ dụ em mà. Cái xong rồi mới nói với em là bây giờ anh làm cái gì thì em mới tin là anh thương em. Cái em mới nói là thôi vậy thôi nhảy hồ rồi chơi. Nói vậy thôi, cũng gần 12 giờ đêm rồi mà bữa đó là trời lạnh lắm. Mà nước hồ thì dơ kinh khủng. Em chưa kịp nói xong gì hết thì anh đã nhảy xuống rồi. Nhảy xuống Hồ Con Rùa. Rồi đứng cái trầm mình ở dưới hay là có bơi lội gì không? Lúc đó em nghĩ là thôi cái lần này là vất vả cứu chót rồi. Mình nói phát là em cứ nghĩ là giờ sao mà kêu mình có thể chạy ra đường với xe tông mình được, hay là kêu mình làm cái gì đó điên cuồng được. Nói anh nhảy xuống Hồ Con Rùa. Mừng nhẹ quá. Quá nhẹ. So với cái lần quyết định đó là quá nhẹ. Chơi luôn. Nhảy xuống luôn. Mà em đâu có để nước yên chị. Kê em bắt anh bơi vài vòng nữa. Trời ơi. Kê em bơi hai kiểu. Trời ơi. Bơi hai kiểu. Em bơi chó chứ bơi ngựa.
lúc lên bờ thì ướt nhẹp thứ quắc vậy đó. Có đưa về tắm rửa cho ảnh không? Dạ không, đứng hai đứa sến hồi nữa thì em mới thấy ảnh lạnh, anh run, thấy cũng tội nó. Thôi giờ thôi anh thấy anh cũng dễ thương, thôi mình quen nhau cũng được. Bắt đầu từ bây giờ là hai đứa em chính thức quen nhau. Thì em mới ảnh chở em về, thì lúc đó anh tự về luôn, em đâu biết đâu. Ủa mà anh ấy lấy về hả? Dạ kệ ảnh chứ. Mỗi đứa đi một xe hả hay sao? Dạ không, ảnh chở em. Trời ơi, em ngồi đằng sau lưng mình chịu nổi luôn hả? Mùi hương. Lỡ lúc đó thì bịch cũng thương rồi chị. Không thấy gì hết. Bạn thấy lúc đó thơm lắm. Dạ thơm nó lưng lưng. Rồi các bạn từ đó là quen nhau. Dạ. Đúng chưa? Rồi quen bao lâu thì mới cưới? Dạ 4 năm tụi em mới cưới. Trong lúc mà yêu nhau thì có cái chuyện gì vui vẻ không? Trời, quen khi mà chính thức quen với ảnh á, em phải đấu tranh tư tưởng mệt lắm anh. Lúc đó thì mấy cô bu, lúc thì mấy anh BD bu, em mệt mỏi lắm anh. Rồi không dám thả đi đâu hết á. Bên này thì cũng rất là nhiều người, em là phải đi là giống như là dằn mặt, như là đi chơi với ai là em đi ngồi gần kế bên vậy đó. Có một lần em nói là rủ đi uống trà sữa thì nói là thôi em mệt em về nhà. Cái cũng mình cũng nhớ quá, mình chạy qua nhà kiếm, nói là ủa Yến nó chưa về con ơi. Đó, thấy bực mình rồi đó. Đó mình đi điều tra, đi uống trà sữa với trai. Không, lúc đó là tụi em chưa có chính thức quen, cũng là khoảng lần thứ mười mấy chia tay thôi. Mà trai đó là trai nào? Trai làm chung, trẻ hơn 2 tuổi mà ngồi trên lầu rồi anh ngồi trong kẹt luôn mà cũng vô thấy nữa. Vô làm gì? Vô ngồi đó nhìn em đắm đuối xong đi về. Vậy á, tụi em á quen nhau được 4 năm. Dạ. Thì làm đám cưới. Dạ. Cưới đâu được mấy năm rồi? Dạ gần 2 năm rồi chị. Gần 2 năm rồi, có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi tính xấu của vợ em là gì? Trước lúc cưới thì mình cứ nghĩ là một cái khung trời màu hồng. Mình đi làm về là sẽ có vợ pha cho một ly trà, mình ngồi mình xem tivi, rồi hai vợ chồng cùng ăn uống. Rồi bây giờ nhặt đồ, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, dọn dẹp nhà cửa. Là em? Dạ em. Dạ không, anh nói quá đó anh. Tức là anh lúc nào cũng dìm hàng em trước mặt người khác hết á. Có là... không? Có dìm hàng không? Không, em ít dìm hàng lắm nhưng mà... Không, hồi mới cưới á, anh cũng em với anh có thỏa thuận với nhau á. Nếu mà em rửa chén á thì anh có thể giúp em là tráng lại hay gì đó. Lau nhà thì xách nước cho vợ hay sao đó. Đầu thì đúng như vậy, thì cái về sau hả? Em làm thấy cha luôn. Em nói nghe nè, hai vợ chồng ở nhà chắc lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ cãi nhau hả? Dạ không, em cãi suốt ngày luôn. Cãi về vấn đề gì? Thì vợ em mới là bảnh gì đó chị. Hay quan trọng hóa vấn đề. Ví dụ như nấu cơm xong có 2-3 cái nồi dơ, nói anh ơi rửa giùm em ngồi em nói là thôi, mình ăn cơm xong rồi dọn chén anh rửa thân thể luôn. Cũng bắt em rửa cái nồi xong, ăn cơm, rửa chén, rồi rửa hai chập. Không, em rồi dễ thương lắm. Quan trọng hóa vấn đề như em vậy đâu phải là kêu anh rửa cái nồi, em đâu có nói vậy đâu. Anh ơi rửa em cái nồi với. Nó là dễ thương nhẹ nhàng vậy. Rồi xong sao vậy thôi, rồi sao cãi nhau được? Thì dạ không, mỗi lần mà em nhờ ảnh á, lúc nào cũng là đợi anh chút anh coi đá banh, đợi anh chút anh coi tình thể thao. Mà mấy cái đó thì em nghĩ là coi lại cũng được, có sao đâu. Như vậy là coi như cãi nhau đó. Mới đầu là nói qua nói lại bình thường thôi, cái sau không ai chịu nhịn ai hết là cãi lộn. Mỗi lần cãi như vậy thì cái thời lượng cãi là bao lâu? Khoảng chắc hơn 2 tiếng. Trời ơi, lời văn đâu ra mà nhiều dữ vậy trời. 2 tiếng đồng hồ mà cãi nhau, không lấy lời đâu ra mà cãi luôn. Bà càm ràm thì mình cũng càm ràm lại. Rồi lát nữa bà giận thì bà im lặng. Thì mình biết cái tính là mình sẽ ôm từ phía sau và mình xin lỗi thì sẽ bỏ qua, nhưng mà giận quá cái ôm buông tôi ra nghéo, buông tôi ra, tôi không muốn làm vợ nữa. Đó là cái bỏ nữa. Cái mình bực quá mình lại càm ràm tiếp. Cãi nhau nữa, cứ cãi qua cãi lại trong 2 tiếng đồng hồ. Vậy thì cái gì làm cho im lặng? Khi mà em quyết định là coi như là ngừng cuộc chiến này, là em lao vô em ôm, là ôm cứng ngắc luôn. Từ từ cũng sẽ nguôi. Hai người là ở chung với mẹ chồng đúng không? Dạ. Ủa cãi nhau vậy rồi mẹ chồng? Dạ có lần có. Dạ không, về nhà chồng thì tụi em ít cãi hơn, cãi thầm kín hơn. Dạ. Một là kéo nhau ra đường. Mà có khi nào mẹ chồng em nghe cuộc cãi? Dạ có, gần đây nhất là cũng vụ ăn uống thôi. Vụ chén nè. Không phải, anh cái bữa đó ăn á thì anh ăn nhiều quá, cái em mới kêu anh là thôi anh ăn bớt lại đi, anh cũng mập quá rồi. Tại anh nói anh mập nên kêu em kiềm chế lại. Mới vừa nói vậy đó, cái anh để cái đũa rầm lên bàn, cái nói ăn cũng không cho ăn nữa. Nói qua nói lại hồi cái kéo nhau lên lầu nói tiếp, hai đứa cãi lộn hồi cái em đòi đi về nhà mẹ em. Cái anh đập tay vô tủ cái rầm, cái mẹ chồng em tưởng ba chồng em té, tại ba chồng em đang tắm ở trên lầu á. Cái lật đật chạy lên, anh phát hiện hai đứa cãi lộn mới la hai đứa, nhưng mà thường là ở nhà là bên em. Còn ảnh mới là tội đồ. Em không sướng. Tức là bên em dạ, đúng vậy rồi. Là có đồng minh ý. Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau xong rồi á thì em thấy chồng em có bộc lộ những cái tánh xấu nào mà lúc mà yêu nhau em không phát hiện không? Ảnh là nhõng nhẽo với lại hay lẫy. Hồi đó quen ảnh là lúc mà em đã thương ảnh rồi á, lúc nào cũng phải tặng hoa cho ảnh hết á. À, trời. Bây giờ tôi đang muốn coi là giới tính của chồng em. Dạ không, tại vì em cũng đâu có yêu cầu tặng hoa, nhưng mà tự nhiên lên tặng hoa thì mình lấy đi lúc nào ăn cơm hay là mang cơm hộp hay là những cái bánh nho nhỏ em cũng để hoa trọng hết. Ồ vậy nói chung là lãng mạn hơn em. Còn vợ em có cái tật xấu gì không? Thì vợ em là chỉ có quan trọng hóa cái những cái vấn đề nhỏ nhặt thì nó quan trọng hóa lên. Với lại hay càm ràm vậy thôi. Đôi khi một cái lỗi của mình mà
6 tháng sau vẫn còn nói. Em mong muốn thay đổi lớn nhất ở chồng là em muốn chồng thay đổi như thế nào? Dạ, em muốn ảnh là bớt lẫy, bớt nhõng nhẽo, với lại quan tâm em nhiều hơn một chút. Còn em muốn vợ thay đổi gì? Đừng có bó buộc chồng mình quá. Có nghĩa là bớt quản lý cái thời gian với lại các mối quan hệ với bạn bè, về cái sở thích của chồng, gọi là chiều chồng chút xíu. Chồng thì quan tâm vợ, đừng có để vợ có một cái cảm giác là em mê những cái môn giải trí của em hơn là vợ, đúng không? Ừ. Tại cái đó chạnh lòng lắm, đúng không cưng? Dạ. Ở giờ cái kia nó là một cái gì đó mà nó không hiện hữu, không song hành với anh suốt cuộc đời, không lo lắng cho anh. Dạ đúng rồi. Đây là con mắm này nè hả, mà anh có chuyện gì là con mắm này không á? Câu này em cũng hay nghe đó, đặt xuống hàng thứ vậy là đâu có được, đúng không? Dạ. Chúc tụi em hạnh phúc. Ok, dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Dạ. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Nhân viên văn phòng. Trời ơi, Trí có 26 tuổi thôi đó hả? Dạ. Trời ơi, nhìn cái gì? Hả? Nhìn cứng cỏi. Cứng cỏi. Nhìn bạn này rắn rỏi, cứng cỏi quá. Mồi á. So với lứa tuổi thì coi như là bạn hơn, có thể là nhìn rất hơi là lớn hơn. Đúng rồi đó. Dạ. Hơi lớn hơn với số tuổi, tại vì 26 là non nớt lắm. Trẻ quá, trẻ là em nắng nước, sao mà cái tuổi nó trẻ quá vậy? Đó. Rồi, còn em? Dạ, em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. Phương Thi 23 tuổi. 23 tuổi hả? Trời, sao hai đứa đó nào nhỏ xíu vậy trời? Dạ, tụi em còn nhỏ á. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ, con gần 2 tuổi. Trời đất ơi. 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu, đẻ rồi. Ừ. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Dạ đâu, em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Trọn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Trời ơi. Rồi. Như vậy là về chưa được tận hưởng gì về thú ăn chơi rồi đi du lịch đó đây rồi này kia nọ đúng không? Dạ chưa đi du lịch thôi chứ thú ăn chơi thì chắc là tận hưởng rồi. Chơi là dạ thú ăn chơi chắc kịp tận hưởng rồi. Tại vì nếu mà bạn coi là bạn con mà được 2 tuổi thì đúng cái thời điểm mà dịch bệnh đó, đúng rồi. Nhấp nhá nhấp nhỏ nó đâu có đi du lịch được, đúng không? Đâu đi bị kẹt cứng hết luôn, đúng không? Rồi bây giờ cho anh biết coi cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau và tìm hiểu nhau và yêu nhau rồi cưới nhau? Dạ, thì chắc để em kể trước nha. Và lúc đó là vào năm 2017, lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc ở với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti, vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á, thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em uống lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ, đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. Gần 19 tuổi. Gần 5 năm. Dạ. Lúc em 19 tuổi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy là đêm đó là các bạn coi như là con bé này á, là nó không có biết cái gì luôn á. Là biết một mình cậu bé này thôi à. Chưa biết à, để Phan chút mình hỏi vô đó. 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 Nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong hay là sau đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Dạ. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ thật ra thì cái show diễn là show diễn nhạc rap á. Mà em không có thích nghe nhạc rap. Mà đi với tâm trạng là bất đắc dĩ. Em có một người bạn thân á, bạn con gái, bạn thân. Thì người bạn đó được một bạn khác trong nhóm của chồng em mời. Rồi em nói là không, em không thích nghe nhạc rap, em không đi. Bạn em thì kiểu không đi, đi một mình, không bao giờ nó đi một mình. Nó bắt buộc nó phải theo em theo cho nên bạn là được. Vì thương bạn mà đi. Dạ, vì thương không? Bạn mà đi thôi. Nếu mà không thương là dễ gì gặp ông này. Dạ. Bây giờ thích rap chưa? Dạ chưa. Trời xong coi rap Việt. Dạ không, cái chương trình này em không coi luôn. Vậy đó hả? Nhìn cái hình nền đó, nhìn rap. Hình nền thì rất là rap luôn á. Mà ở trong tâm hồn chắc có lẽ là bolero. Đúng không? Cái dòng tâm hồn em là EDM. EDM, trời dữ luôn á nha. Dữ lắm á. Rồi đêm đó làm sao nè? Dạ thì xong rồi em chỉ mong cho hết show rồi đi về lẹ thôi chứ mình không có thích đâu. Vậy thì hết show tại sao không đi về mà lại đi ăn? Dạ lúc mà hết show em ra khỏi cửa em đứng đó em chờ bạn, cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Đổi tự nhiên ý. Lúc đó đổi ý. Đổi ý hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì đó khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn.
là vì cái bạn kia, đúng không, chứ không phải vì bạn này. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Dạ, đúng rồi. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Dạ, đúng không? Dạ, chưa, lúc đó chưa nói chuyện luôn. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Dạ, thì lúc mà ngồi trên bàn ăn lúc đó em mới để ý vợ em. Thì đó, tại sao em lại để ý? Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Tại sao không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. Sao do make up đậm hả? Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Ví dụ như lại, mình dây hay là cắn kẹo? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mĩm một xíu. Dạ. Mũm mĩm hơn bây giờ không? Không, bây giờ là ốm rồi anh. Hồi đó gu của em là mũm mĩm hay là mình dây? Nếu nói về gu thì em thấy cân đối là được. Chỉ là lúc đó em thấy vợ em kiểu khá là lạ. Kiểu xấu lạ. Xấu lạ. Kiểu ba rội là được rồi, đúng không? Hả? Rồi. Ở thời điểm đó là em 70kg rồi. Ồ, 70kg rồi, dữ lắm á nha. Rồi sau đó thì sao nè? Khi chuyện nào xảy ra, bắt đầu là nói chuyện? Sau đêm đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để mà đi đến đến cái kết luận này là vợ chồng đây? Dạ, thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á, thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn, tại em bị dị ứng với đồ cay á, em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à. Ốc là thường là cay không à. Dạ, em không ăn được, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi, cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy, chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc liếm giả bộ, cái hết cay rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của ông là ăn dơ đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ, liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. Cầm lên nè, em ăn đi hết cay rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao? Thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không thích ăn bạch tuộc. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỏi cái gớm. Rồi. Lúc đó thì em nghĩ trong đầu là người gì kỳ cục, chơi bình bình, chơi bình rap, chơi rap mình sao tánh kỳ, làm quen gì ngộ. Chỉnh âm thanh thôi mà. Không, cái lúc đó là do kiểu em giỡn thôi, kiểu chọc chọc bạn. Rồi sau đêm đó về là em có tìm hiểu gì về cô gái này không, mà ngược lại? Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? Ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Tức là ông này là ông đã ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Thì đấy nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Có nghĩa là em tìm Facebook của cô này để mà muốn tìm hiểu xem cổ là ai và trong tình trạng như thế nào, đúng không? Rồi sao? Mất tiếng. Em nói alo vậy. Alo à? Rồi tiếp. Rồi thì sau khi mà em tìm kiếm được xong á, thì lúc đó là em chưa có kết bạn vội liền. Mà em mò vào kiểu trang cá nhân để mà xem lại những cái hình ảnh cũ của vợ em á. Cái lúc đó là em thả tương tác. Chơi đầu mộ. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em cũng còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu đó. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn chở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Cái bạn chở em bèo về nhà luôn. Bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa. Cho nên mới khiến cho ông này ổng càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Rồi xong rồi cái em về, cái em cũng bị ấn tượng cái khúc mà bắt tay đó, kiểu ủa không quen, không biết, chưa gặp nhau lần nào, chưa có ấn tượng gì nhau, tự nhiên bắt tay mà rất là hợp gu luôn, kiểu như là khớp, không có chật một nhịp nào luôn á. Em bị ấn tượng, sau em về em tìm. Em cũng hỏi, tìm Facebook luôn. Em tìm Facebook của bạn chồng. Nghĩa là cả hai bề là tìm liền. Tức là chưa có kết bạn mà tìm Facebook tìm. Xong rồi thả tương tác. Ông này thả tương tác mà nhưng mà có vô
Em chưa? Fan của này không? Chưa. Fan luôn. Thả tương tác thôi. Thả tương tác thôi. Còn em có thả tương tác lại không? Dạ không. Thật ra là chồng em biết Facebook em trước. Cái lúc mà em đi tìm Facebook chồng á thì em hỏi bạn bè em á, cái bạn bè em không ai biết gì hết á, không ai tìm mới được hết. Xong cái em lên mấy cái MV của nhóm á, em xem, em pause từng đoạn lại. Cái bấm play, bấm pause coi coi cái mặt nào giống với cái mặt tối hôm đó. Mà em tìm không ra. Vậy là cũng để ý dữ lắm đó. Xong rồi cái em mới hỏi bạn em là mày hỏi trong nhóm ảnh coi coi có ai mà đêm hôm đó mặc áo khoác đen, đội nón rồi đeo mắt kiếng giùm tao đi. Cái xong rồi cái qua ngày hôm sau bạn em nó mới chửi vào mặt em một câu. Mày có bị khùng không? Nhóm người ta mặc áo khoác nhóm, ai cũng mặc như ai hết á. Rồi nhóm người ta 10 người thì hết 8 người đeo mắt kính rồi mày tìm ai? Nó nói chửi mặt em. Xong rồi cái tới một ngày đẹp trời, cái tự nhiên là em thấy có một người thả wow vào cái ảnh đại diện cũ của mình. Xong rồi cái em kiểu là ai mà chơi kỳ cục vậy, không có ba quen biết, không có bạn chung, không có gì hết. Mà sao mà tự nhiên đi chơi đào mộ. Xong rồi cái em mới tính nhắn tin hỏi, nhưng mà em thử add fan coi coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái chồng em trả lời liền luôn, accept chấp nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em nọ nơi kia kiểu. Là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Dạ. Lâu dữ. Lâu quá chị, 4 tháng tiếng. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Dạ. Nghĩa là ông này tương tác trước, nhưng mà người add fan lại là cô này. Dạ. Được chưa? Rồi, và sau đó chắc là chuyện trò qua lại chắc nhiều à, đúng không? Dạ. Nói chuyện xong rồi cái hôm đó chồng em có công việc gì ở dưới cộng đồng Nai á. Cái chồng em bảo là em biết cầu Đồng Nai ở đâu không? Chứ kêu em biết, em từng đi rồi. Cái kêu mai anh có công việc ở đây, có gì em chỉ anh đi với. Xong rồi em bảo là nói vậy thôi cho em đi với. Mới nói chuyện có một ngày cái thôi cho em đi với, cho em đi chung với. Cái qua ngày hôm sau là ngày 20, cái chồng em được chạy xe qua đón em, cái hai đứa đi cầu Đồng Nai. Xong rồi cái vòng về cái em mới nói chồng em là thôi đi về đi, em có hẹn đi ăn kem Baskin với bạn, với con nhỏ bạn thân em á. Xong rồi cái chồng em kêu thôi em hủy hẹn với nó đi, anh chở em đi luôn. Rồi em hủy hẹn với con bạn em luôn, thế là nó giận em một tuần. Là hai đứa đi ăn kem luôn đó. Ủa nhưng mà tới cầu Đồng Nai xong rồi đi về liền ha, có giải quyết công việc gì không? Dạ thật ra là lúc đó là em bán giày cho bạn á. Cho nên là tới cầu Đồng Nai em đưa giày cho ta. Trao giày lấy tiền là xong thôi. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn. Dạ chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè. Cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sao sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong rồi kêu cũng anh nè. Xong rồi em kêu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Sao em bữa đó em có uống bia sao mà sao em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại đem mặc anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Cho nên nó na ná nhau hết. Na ná nhau, nào cũng giống nhau. Rồi như vậy là sao cái bữa đi cầu Đồng Nai nó về bao lâu thì mới chính thức hẹn hò? Dạ một tuần. Một tuần sao chặt lâu quá chị ơi, lâu lắm. Tụi này nó quen nhau lâu quá. Nói chứ trong thời gian mà hai đứa yêu nhau á thì hai gia đình có gọi là biết không, bởi vì em còn nhỏ tuổi quá. Thành ra là lúc mà bắt đầu có bồ á thì gia đình có biết hay không? Dạ thật ra thì tuổi còn nhỏ nhưng mà ba mẹ em đã biết em có bồ từ trước đó rồi, chả nói gì, chả nói gì luôn. Dạ. Còn bên đây? Rồi còn bên gia đình em thì lúc đó là ba mẹ em chưa biết gì hết. Em vẫn còn đang giấu. Tại bởi vì là mẹ em kiểu hơi khó tính á. Cho nên là về mấy cái chuyện yêu đương này nè, mẹ em kiểu nó là cũng hơi ngăn cản. Rồi tụi em cứ giấu thôi. Rồi tới lúc mà như là hai tháng không thì có sinh nhật sau khi quen xong được có 2 tháng thì đó là tới sinh nhật của em. Thì đó là em mới nói với gia đình và dắt bạn gái em về. Thì lúc đó là mẹ em mới biết. Thì ban đầu lúc mà mẹ biết vậy, trời ơi, mẹ em kiểu nóng tính lắm. Là sao mà lại nóng tính? Tại nít mà, nít mà yêu đương gì? Còn lý do gì nữa không? Trẻ. Cái thứ hai nữa là do vợ em kiểu có hình xăm nữa. Là hồi đó là đã xăm rồi. Dạ. Wow, tức là cưng xăm từ lúc nào? Dạ, em xăm bắt đầu xăm hình đầu tiên từ năm 2013. Là bao nhiêu tuổi? Là lúc đó hình như còn đi học luôn. Thường là các cụ là chưa có cảm thông được cái hình xăm á. Cho nên là
Cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về lúc mà bạn về rồi, mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu vậy. Đó là em mới nói chuyện với mẹ, đó là mẹ đã lựa chọn con, cho nên là con kiểu lớn rồi, cho nên là con muốn kiểu nghe trái tim của mình. Thì khoảng một thời gian sau mẹ em vẫn chưa chấp nhận. Cho đến khi mà tụi em chính thức quen được hơn một năm thì lúc đó là mẹ em mới dịu đi cho cái việc đó là em quen với lại bạn gái em. Nhưng mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là người ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Đó. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng cái rồi sống chung á thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á. Bây giờ đó là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. Lại sống riêng. Ủa tại sao lại sống riêng? Giận nhau chia tay. Rồi nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời có nghĩa là lúc đó là giận nhau không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn chung buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Mày có bầu luôn. Xong rồi bác sĩ bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu á thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là ba em. Dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba em không ai ưng hết đó. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba em không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng cho nên là ba em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Dạ. Chỉ có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu ở trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Mà mẹ chạy về khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là không? Mẹ có trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Rồi còn bên gia đình của em á thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Bởi vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay nha? Chia tay đó. Là mảnh ai nấy ở gì? Cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan tự nhiên mập liên quan tới chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Hai một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Nó phải có một cái tác động gì đó. Dạ, bạn bè của ảnh á thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ, gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo
Cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi nay em khách về trễ quá thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này sao kiếm chuyện với ta cái, vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều á cho nên là em rồi anh hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập? Tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vậy em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vậy em không nghĩ là những thời gian trước đó là vậy em lại em khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập rồi bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Nó nói là không có được rồi. Nó ra nó vô rồi đó, dạ, đúng không? Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá em nói là thôi xách ba bố về nhà chồng dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền cái tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán ra em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là đã vui vẻ quá mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái điên nữa đúng không? Còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kềm tin cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa. Em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi. Coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thêm này, sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Đi luôn là nhờ có cái thằng cu này nhìn mặt nó xinh dễ sợ. Em xăm á mà nhìn như sống động dễ sợ ha, thần bây giờ vậy chị, giờ xăm sống động lắm. Nhờ nó mà coi như là hai đứa trở lại với nhau đó đúng không? Dạ, tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia. Đó, cả thế giới thì biết của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh làm sao? Giờ thì cũng bình thường thôi. Giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi. Dạ, xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Dạ, rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ, gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi cho dạ là... chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mô cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Sau rồi cái ảnh công khai lại, công khai lại được đâu được 1 tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi vậy là quá hiểu rồi nha. Rồi bây giờ đến cái phần kia đi, phần vui vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí lấy nhau về mấy năm rồi? Hai năm rồi. Thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra không? Nói về tật xấu của vợ em thì cũng chỉ biết nè, cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6 rưỡi mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó. Lê mê. Dây thun. Dạ, đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình kiểu... phải chuẩn bị trước đó. Dạ, đúng không? Dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ. Hồi đó tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Ủa, nhưng mà cô ấy có ghen không? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng em. Ánh sáng có những tia, có những tia sáng không khó chịu á. Khó chịu cho nên nó không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen.
tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Rồi bây giờ hỏi luôn nè, cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được. Còn cái chuyện ghen của cổ có cái câu chuyện nào mà động trời không? Vui không? Động trời động đất không? Ghen động trời không? Không. Vui thôi, vui thôi. Không, tụi em chỉ dừng lại ở mức mà ghen là cãi lộn. Và cãi lộn xong thì tính của em là kiểu xong rồi, thôi mình giảng hòa, mình về với nhau, mình không có gì nói tiếp kiểu vậy. Trước khi tới phần em khui thật xấu đó, thì em có thể kể một cái chi tiết nào mà em ghen nhiều. Tại nãy em nói là thấy anh không nhớ rồi đó. Có cái lần ghen nào mà khiến em nhớ đời không? Mấy cái lần mà ảnh đi chơi, đi bời rồi gặp những cái người hồi quen nhau lúc mà con em ở chung á. Có một cái lần mà ngồi ở quán cà phê nhỏ nhỏ gần nhà, cái có một cô bé là bồ của cái người bạn trong nhóm ảnh luôn. Cái tự nhiên cô bé đó, trước khi gặp mặt em là em nghe chồng em kể là cô bé đã nghe nói về em rồi, nên kia có ấn tượng về em các kiểu. Sao em kêu để thử gặp mặt coi làm sao. Cái lúc mà ra gặp mặt cái chào chị Thi vui vẻ lắm. Xong cái tự nhiên cô bé đó nhìn chồng em cái nói: "À anh Chí, hôm nào quay qua nhà vậy anh văn cho em nha." Rồi trong khi đó em ngồi trước mặt cô gái đó, ngồi kế bên chồng em, mà tự nhiên cô gái đó nói vậy, trời em kiểu gì vậy trời, tự nhiên sao mà tự nhiên kỳ cục vậy đó. Xong rồi từ từ cái hôm đó về là em có ác cảm với cô gái đó luôn. Tới mãi sau này đôi lúc vô tình chồng em gặp lại cô gái đó là em sẽ chiến tranh lạnh với ổng. Ê nó nghe nè, ghen nhưng mà có hay lục cái kiểm soát mấy cái đời tư của em không, những cái trang cá nhân của em không? Hồi đó thì có kiểm soát. Nhưng mà tới bây giờ thì do là tụi em cưới nhau rồi, với lại em cũng chả có gì để mà giấu nữa. Cho nên là tụi em cũng chẳng gì để mà kiểm soát em nữa. Em có kiểm soát điện thoại của ổng không? Hôm nào mà có cái dịp gì đó vui vui á, ổng uống rượu uống bia xong cái ổng ngủ về em coi thôi. Có phát hiện ra được điều gì không? Lâu lâu phát hiện là ổng xóa tin nhắn. Em có hỏi không? Dạ có. Rồi ổng trả lời sao? Anh không nhớ, anh không biết, không biết, không có gì hết. Cái gì vậy? Anh không có xóa, tưởng nó vậy. Facebook dạo này nó kỳ quá. Đổ thừa Facebook đúng không? Rồi nó nghe nè, có khi nào ngồi coi một cái phim ngắn hay là một cái clip nào đó rồi cái liên tưởng đến mình là nhân vật ở trong đó không? Hay là ảnh là nhân vật trong đó? Trời vậy em bị bệnh luôn anh. Sao, lâu lâu khẽ coi mấy cái drama trên Facebook nè, hay là mấy cái chích cảnh trong mấy cái phim nào có vụ đó. Thế là về em lại liên tưởng là em ABC gì đó bên ngoài nữa. Thế là phải hỏi anh ở đâu, anh đang làm gì, tối nay diễn cơm gì. Vậy là bị thêm cái tật gọi là tật suy diễn. Suy diễn dẫn đến ghen. Dạ. Rồi giờ tới em đó, tật xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì không, anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao? Em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng bảo anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó, thật ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mình đúng ngủ rồi. Đúng rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy. Ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Cái lúc đó thôi, cái đó thì mình đừng xếp vô tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn. Đâu rồi đó. Dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà anh gọi là kiếm ra tiền là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được là được rồi, đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà ông là. Thì vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đầu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ. Khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn các thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay Rồi sao rồi, chắc cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em
chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái là ok em mua được thì em được em mua. Còn... phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người bây ta mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu, chỉ có mấy cái mà đừng có sao ta, em không có diễn tả sao hết, nhưng mà đôi lúc chồng em cứ lầm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự diễn xong rồi tự đau lòng. Tự biên tự diễn tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia, nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình. Cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ với vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu à nha. Dạ, giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó. Tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn, anh rầu. Tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy. Tự trách tự đau buồn. Hiểu vậy. Nghe mình cũng thấy đau lòng đúng không? Dạ. Xong em nói là thì thôi giờ tình hình chung mà ai chào cũng vậy thì thôi kệ đi anh ơi, sau này mình làm lại mấy hồi. Là mong muốn ổng, cứ mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và dạ, nhận lỗi của bản thân mình. Vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em. Chứ gặp bà vợ bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây, ngồi nghe. Lỗi của ba. Lỗi của mẹ. Không, lỗi của mẹ. Thằng nhỏ bí luôn. Rồi. Nói chung là sao ta, hai đứa đều có một cái một cái cần phải sửa, là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Hơi tiêu cực không? đúng cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Dạ, chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Dạ. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi, kệ nó, coi như sống chung với lũ đi, thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi. Đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình, không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook á, cái clip ngắn á, người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con, xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ đó, tiêu cực đó. Bởi vậy đó, bởi vậy cũng tiêu cực nữa đó, hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á, thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á, đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm lý. Nhưng mà đôi đó. Lúc cái chồng em đổi, chồng em kêu là thôi em coi phim tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng xíu đi. Cái em cũng coi xong cái em thấy cũng vợ thấy chồng nữa. Vợ chồng người ta vui vẻ, người ta cũng hạnh phúc, chồng lãng mạn, anh này kia, cái em lại tủi thân. Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác nhưng mà trời vẫn ơi, lửa đó. Coi trời con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em mới coi 2-3 lần cái phim đó. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực là tích cực là coi những cái phim vui á, coi những cái tin nhỏ xíu à. Suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Còn bực quá đó, giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là phải vui liền. Đó, ổng kìa. Nghe, rồi cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha. Dạ. Rồi bây giờ chúng